Ok, chào anh em đến video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay hàng về rồi nha anh em. Nhưng mà hàng về nhưng mà nay phải thứ hai mới gỡ được nha anh em. Ta nghỉ lễ hết rồi nha anh em. Giờ bưu điện nghỉ lễ hết rồi em không có giao được cho anh em nha. Thì anh em cứ đặt đi. Rồi thứ hai em giao cho anh em nha. Đây giờ em sẽ review qua cho anh em xem nha. Mít anh em về được 3 loại nha anh em. OGX8 xám. Rồi. Tay rất là đẹp nha. Toàn là kim loại hết nha anh em. Anh em cầm tay mít rất là đầm tay đã tay nha. Mít OGX3 nha. Rồi. OGX3 dòng này lúc trước em bán cũng rất là nhiều luôn, tiếng nhẹ đi xa sống xa nha anh em. Con này xài bo đỏ bo xanh mít OGX8 vàng đồng. Anh em thích vàng đồng có vàng đồng cho anh em nha. Bữa anh em hỏi nhiều nhưng cũng hết hàng luôn, em chỉ về được 3 mẫu này nha anh em. Đây 8 23 8 8 vàng đồng mít mạch thì đây là mạch livestream về rồi nha anh em, về được 6 bộ. Anh em nào bữa đặt em mạch livestream là liên hệ là em nha. Đây mạch livestream đây. À đây là mạch 300W. Thì anh em nói chung là hai mạch này 300W hết. Anh em mạch nào cũng được nha anh em. Dùng mạch nào cũng hay hết. Mạch nào anh em đánh cũng phản hồi em rất là hay nha. Thùng âm ly nha anh em, thùng âm ly bữa cũng có nhiều anh em hỏi mình nhưng mà hết rồi. Thì em cũng nói là qua lễ. Hiện tại là nay là ngày 3 tháng 9 rồi. Đây. Thùng âm ly em chưa lên, bình của bình để lên này âm ly nha anh em. Bình 4A để em lên âm ly đây. Anh em nào cần cứ bình thì em ráp vô đây cho anh em luôn. Nếu anh em không lấy bình thì trừ bình ra. Đây là bộ này lên âm ly là 2.6 nè, không bình luôn. Mít này tất cả dùng mít này bằng giá hết, lên mít nào được anh em chọn mít nào thì em lấy cho mít anh em nói, nhưng mít nào cũng hay hết, không cần phải lựa, nói chung hết màu thôi, chỉ ảnh màu thôi. Lên âm ly 2.6, lên đi 2.7, bình lên nữa nha anh em. Bình thì lên con này bình nó bình 400 nữa nha anh em, là 3.1 3.1 kèm với mít này. Tất cả là hàng cao cấp hết nha, hàng tốt hết nha anh em. Thùng âm ly này giá cao nha anh em, chứ không phải giá rẻ như thùng đen hồi đó. Lúc trước thùng đen thì là nó rẻ nha. Thùng này thùng xám nâu có thông gió rồi đầy đủ nha anh em. Mạch livestream về được có mấy bộ thôi, bữa anh em nào mà kêu gửi trước lễ thì tại là lúc đó hết rồi, lúc đó lễ là ta nghỉ hết rồi, không còn gì anh em liên hệ lại em nha. Đây về được có nhiêu đây thôi nha anh em, về được mấy bộ, 9 mạch về được, 9 mạch 9 mít 4 thùng. Thùng này bình để em lên cho anh em cái em ly nè, anh em nào cần cứ em lên cái em ly cho anh em luôn nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha, nhanh chân nha anh em, tại vì số lượng có hạn có mấy bộ thôi nha. Đây ok, anh em cần cứ liên hệ em liền nha, bữa nay anh em nào đặt cứ liên hệ lại em nha.